bạch thế tôn có phải ngay nhĩ tĩ thể thân ý xúc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải lìa nhĩ tĩ Thể thân ý xúc có thể hành bát nhã ba la mật đa Trăng, Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa Trăng, Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa Trăng, Không thiện hiện. Bạch thế tôn có phải ngay các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện? Bạch thế tôn có phải lìa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện? bạch thế tôn có phải ngay địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay thủy hỏa phong không thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa thủy hỏa phong không thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải ngay vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, xanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải ngay bố thí ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải lìa bố thí ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện, bạch thế tôn có phải ngay tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay pháp không nội có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa pháp không nội có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện